Và sáng nay, sáng mai là rạng sáng ngày 14, ban lễ có thuê chuyến xe để đồng đạo đi về đại lễ 100 năm Hoằng Khai Đại Đạo. Thì xe khởi hành tại ban nghi lễ lúc 5 giờ sáng là rước cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đón tại siêu thị Sa Cha, khởi hành lúc 5 giờ rưỡi. Quý huynh tỷ đề thông báo cho những người cùng đi để đến đúng giờ, tránh trường hợp mà trễ lên trên đó sẽ trễ theo cái quy định của Hòa Thánh. Sắp tới là ban nghi lễ tổ chức theo cái nguyện vọng gia đình của phong sự Linh, cúng tiểu đường tại Tuy Gia có đăng điện cho cố phong sự Nguyễn Trọng Nhân là lễ dụ của cụ lễ dụ của ban nghi lễ xã Bình Hưng, và ngày 19 lúc ngọ thời là cúng thiên đạo tại đây, còn thế đạo là tại Tuy Gia có đăng điện. Thì kính mời quý huynh tỷ đệ muội sắp xếp để tham dự. Và nơi Tuy Gia của hàng tỷ chánh trị sự Dương Thị Sinh, phó ban nghi lễ thiết lễ an vị thánh tượng Thiên Nhãn vào ngày trưa ngày 18 lúc vào thời 18 tới đây. Kính mời quý huynh tỷ đệ muội cùng tham dự. Và ngay đây ban nghi lễ cũng xin thông báo là ban nghi lễ có đăng ký cái chương trình làm sạch kênh gạch cái đường, làm sạch cái con đường dẫn vào ban nghi lễ đây với chính quyền là sáng ngày 17 âm lịch là lúc 7 giờ rưỡi. Quân tỷ chúng ta tập trung lại để chung tay dọn cho nó sạch cái con đường này. Đó là một cái chương trình để bảo vệ môi trường mà hướng tới ban nghi lễ mình làm để hướng tới giống như 1100 năm Hoằng Khai Đại Đạo. Công trình có ý nghĩa và thiết thực. Thì trước khi dừng lời, quý đệ xin cầu nguyện hai đấng vạn linh, Đức Chúa Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiên liêng ban hồng ân cho quý hiền huynh hiền tỷ đệ muội và gia đình được nhiều sức khỏe, dục tấn trên bước đường hành đạo, lập công bội đức. Này kinh. Chàng chàng kiếm hoang, chất quỷ nguyên dinh mọc từ ấu cung.